Tiên đế vô thượng tập 35. Không ngờ những người còn sống đều đang ở đây. Ngân Hoa bà có cái đầu nhắn nhụi cùng răng nanh sắc nhọn mọc ra khỏi miệng đã tới. Hai mắt bà ta đỏ đỏ ngầu, lại còn có vết máu chảy xuống. Toàn bộ khuôn mặt trông vô cùng đáng sợ. Sau lưng bà ta còn có hư ảnh của một con quỷ dữ. Con quỷ dữ này tay phải cầm lưỡi kiếm, tay trái cầm trường kiếm, hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Trình Sở, Trần Anh cùng pháp sư đầu xù. Ăn sạch các ngươi! Thanh âm của Ngân Hòa bà vô cùng cổ quái, giống như ma âm vọng đến từ địa ngục. Bà ta xông thẳng về người đàn ông tóc xù. Người đàn ông tóc xù tuy không phải là người Hoa Hạ, nhưng cũng có những hiểu biết nhất định về Ngân Hoa bà. Nét mặt ông ta trở nên nghiêm túc, không ngờ lại gặp người cùng của vụ quỷ vu giáo ở đây. Tốc độ thi pháp của ông ta rất nhanh, không ngừng bắn ra những quả cầu lửa hướng về phía Ngân Hoa bà mà oanh tạc. Nhưng thần pháp của Ngân Hoa bà hết sức quỷ dị, ông ta không thể nắm bắt được chuyển động của bà ta. Tất cả những quả cầu lửa mà ông ta đánh ra đều không trúng đích. Người đàn ông tóc xù thấy vậy thì dùng sức vung tay phải lên, đồng thời lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngay phía sau lưng ông ta lập tức hiện ra hàng chục quả cầu lửa lớn bằng nắm tay. Trong khoảnh khắc những quả cầu lửa đó xuất hiện thì hơi nóng rừng rực, mang theo lực sát thương vô cùng khủng khiếp đã phóng thẳng về phía Ngân Hoa bà. Ngân Hoa bà nở một nụ cười dữ tợn nhìn người đàn ông tóc xù. Món ngon, đúng là món ngon mà. Bà ta vừa dứt lời thì tốc độ đã tăng nhanh, chỉ lưu lại tàn ảnh thoát được sự công kích của những quả cầu lửa kia. Trong số những hàng chục quả cầu lửa, không có quả cầu lửa nào đánh trúng được Ngân Hoa bà. Tất cả đều chỉ đánh trúng mặt đất, khoét ra trên mặt đất những cái hố sâu. Người đàn ông tóc xù lúc này đã hoảng sợ không thôi, quên hết cả tiếng Hoa Hạ, thay vào đó là quát lên bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Còn mợ đó, không phải tôi đã nói tất cả đều là võ giả hay sao? Mù già này là cái thứ quỷ gì vậy chứ? Vừa nói ông ta vừa cắm đầu chạy vào bên trong, sau đó còn hét lớn: "Tôi nhận thua, tôi nhận thua, sẽ không bao giờ dám chạy tới Hoa Hạ này nữa." Người đàn ông tóc xù không có cách nào công kích được Ngân Hoa bà. Thay vì đợi Ngân Hoa bà giết chết thì sớm nhận thua giữ mạng còn tốt hơn. Nhìn thấy cảnh này, Mã Gia Vĩ bật cười thành tiếng. Ông ta nhìn về phía Thạch Phá Thiên, Lam Vũ Danh và những người khác. Các người thấy chưa? Đây chính là sức mạnh của Ngân Hoa bà. Cho dù là pháp sư nhập đạo đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của bà ta. Còn không mong ngoan ngoãn nhận thua hay sao? Đáng tiếc, Ngân Hoa bà sẽ không tha cho vị pháp sư người Thái Tiên. Bất cứ ai có mặt trong mật thất đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng để bà ta nuôi quỷ thần, cuối cùng cũng sẽ bị cắn nuốt tàn nhẫn. Trần Hâm mặc dù đang ngồi ở đằng xa nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ lời nói của Mã Gia Vĩ. Trên nét mặt lạnh lùng lại hiện lên một tia phiền muộn. Ông ta biết rằng pháp sư mà mình tốn rất nhiều tiền mời đến sắp chết. Ông ta thực sự không ngờ rằng một tỉnh nhỏ như tỉnh Thiên Xuyên này mà bọn họ có thể mời tới được nhiều cao nhân trợ trận như thế. Nhưng rất nhanh, sự phiền muộn trong ánh mắt Trần Hâm đã biến mất, bởi vì Trần Hâm không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nó. Người đàn ông mặc áo đen phía sau Trần Hâm chú ý tới sự phiền muộn nơi khóe mắt Trần Hâm thì liền nhẹ giọng nhắc nhở: "Ông chủ, cô chủ không cần phải ở trong nhà họ Triệu mới có hạnh phúc. Ông cũng có thể cho cô chủ hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý." Trần Hâm nghe người mặc áo đen nói thì lạnh lùng: "Tôi có chủ ý kiến, tôi có chủ kiến riêng, không cần người khác chỉ điểm." Người mặc áo đen lộ ra vẻ lo lắng: "Ông chủ, tôi đã biết sai rồi." Lúc này bên trong mật thất, đôi mắt Ngân Hoa bà đỏ như máu, thỉnh thoảng lại có huyết lệ chảy ra từ khóe mắt bà ta, rồi rơi xuống đất tạo ra tiếng tanh tách lạnh người. Huyết lệ chảy ra từ hốc mắt bà ta còn có thể ăn mòn mọi thứ. Chuyển động của Ngân Hoa bà hết sức kỳ lạ, hư ảnh còn quỷ dữ phía sau lưng bà ta liên tục vung lưỡi liềm cùng trường kiếm về phía người đàn ông tóc xù đuổi giết. Người đàn ông tóc xù lúng cuống, một chút phong độ cũng không có, đầu óc không còn suy nghĩ đến Long Môn lệnh gì nữa, chỉ muốn ngay lập tức trốn ra khỏi mật thất. Ngay khi ông ta chạy ra được lối ra của mật thất thì ông ta cũng không dám dừng chân một phút nào. Ông ta không ngừng thi triển thuật pháp cầu lửa đánh về phía Ngân Hoa bà. Những đòn công kích này bay trời trời, một muốn kiềm chân Ngân Hoa bà càng lâu càng tốt. Tuy nhiên
Ngân Hoa bà vẫn dùng thân pháp quỷ dị xông về phía trước, dễ dàng tránh được những quả cầu lửa như mưa đang trút xuống, nhanh chóng tiếp cận sau lưng người đàn ông tóc xù kia. Hư ảnh còn quỷ dữ phía sau lưng bà ta, ngay khi tiếp cận sau lưng người đàn ông tóc xù thì lưỡi liềm cùng trường kiếm trong tay đã đồng loạt công kích tới. Bang keng keng! Người đàn ông tóc xù bị lưỡi liềm cùng trường kiếm chém trúng, máu chảy ra từng vết thương, biến thành máu đen tanh tưởi, rơi xuống đất kêu tanh tắc. Rất nhanh sau đó, người đàn ông tóc xù đã bị hút sạch máu rồi biến thành một bộ thây khô đáng sợ. Sau khi Ngân Hoa bà giết được người đàn ông tóc xù thì kích thước của hư ảnh quỷ dữ sau lưng bà ta đã lớn lên đáng kể. Bà ta lại hướng đôi mắt đầy chảy đầy huyết lệ của mình nhìn về phía Trần Sở cùng Trần Anh, giống như đang nhìn một bàn thức ăn ngon. Nét mặt Trần Sở hết sức bình thản, anh có thể nhìn thấy trên người Ngân Hoa bà đang bộc phát ra sát khí đen kịt. Người bình thường không thể nào nhìn thấy được sát khí này, chỉ có người tu tiên như Trịnh Sở mới có thể thấy rõ. Trần Anh đã mất đi hồn phách, trở thành con rối dưới tay Trịnh Sở, cho nên tất nhiên cũng không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với sức mạnh khủng khiếp của Ngân Hoa bà. Ngân Hoa bà nhìn Trịnh Sở, nghe ra hàm răng nanh sắc nhọn, cất giọng âm u, món ngon hiếm có trên đời. Bà ta là người tu luyện tà ma ngoại đạo, bây giờ nhìn thấy người tu tiên như Trịnh Sở. Đối với bà ta thì linh hồn của Trịnh Sở chính là món ăn ngon nhất trên đời, không thứ gì có thể so sánh. Ở bên ngoài, mọi người đã nhìn thấy Trịnh Sở cùng Trần Anh vẫn bình thản đối diện với Ngân Hoa bà. Bọn họ thực sự không hiểu Trịnh Sở lấy đâu ra tự tin để bình thản đối diện với Ngân Hoa bà như vậy. Ít nhất thì Trần Anh cũng có thực lực của một võ đạo tông sư, lại là võ giả của nhà họ Trịnh, cho nên mới có sự tự tin của riêng mình. Nhìn thấy cảnh này, Mã Gia Vĩ cầm trong tay một ly rượu, chậm rãi uống một ngụm rồi tự mà nói: Thạch Phá Thiên, xem ra cao thủ mà ông mang tới thật sự có thực lực rất cao. Chết tới nơi rồi mà còn tỏ ra bình thản như vậy, còn tưởng rằng bản thân có thể nghịch chuyển cục diện này hay sao? Thạch Phá Thiên dù sao cũng không có quan hệ tốt với Mã Gia Vĩ, nghe ông ta nói xong thì liền hừ lại một tiếng. Trước khi có kết quả cuối cùng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Những người khác nghe thấy Thạch Phá Thiên nói vậy thì đều cảm thấy nực cười, cho rằng đầu óc của Thạch Phá Thiên có vấn đề. Trong mắt bọn họ thì biểu hiện của Trịnh Sở ở trong mật thất không có gì ấn tượng. Tất cả đều nhờ võ giả nhà họ Trịnh đã giúp đỡ anh. Không có võ giả nhà họ Trịnh giúp đỡ thì Trịnh Sở đã chết từ lâu rồi. Làm hình lúc này đã không còn có thể nhắm mắt cầu nguyện được nữa, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Trịnh Sở có thể sẽ thực sự chết ở đây, cô phải mở to mắt nhìn Trịnh Sở nhiều hơn. Trong mật thất, Ngân Hoa bà lại thi triển thần pháp quái dị xông về phía Trịnh Sở và Trần Anh công kích. Trịnh Sở cho dù biết Trần Anh ở trạng thái đỉnh cao cũng sẽ không phải là đối thủ của Ngân Hoa bà. Bây giờ cô ta đang ở trong hình thái con rối, chắc chắn lại càng không có khả năng. Trịnh Sở đứng yên tại chỗ, quan sát Ngân Hoa bà hung hãn xông về phía mình thì triển thế công mãnh liệt. Trong lòng bàn tay anh đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa mờ ảo. Khi Ngân Hoa bà nhìn thấy ngọn lửa, bà ta càng cười lớn hơn. Món ngon, mày nghĩ một ngọn lửa có thể khiến tao bị thương hay sao? Người đàn ông tóc xù trước đó chính là pháp sư khống chế lửa, thực lực nhập đạo đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của bà ta. Bây giờ Trịnh Sở lại muốn dùng lửa giết bà ta, đúng là chuyện nực cười. Hư ảnh quỷ dữ phía sau lưng Ngân Hoa bà không ngừng vung lưỡi liềm cùng trường kiếm chém loạn, sát khí dâng lên đầy trời. Những người bên ngoài mật thất nhìn thấy ngọn lửa trong lòng bàn tay Trịnh Sở cũng cười nhạo, cảm thấy nó yếu hơn ngọn lửa mà pháp sư tóc xù rất nhiều. Muốn dùng ngọn lửa nhỏ này giết chết Ngân Hoa bà đúng là chuyện quá nực cười. Thần sắc của Trịnh Sở vẫn bình thản, anh nhẹ nhàng vung tay phải lên, ngọn lửa mờ ảo giống như hóa thành một hạt giống bắn về phía Ngân Hoa bà. Ngân Hoa bà không thèm để ý tới ngọn lửa mờ ảo đó. Hư ảnh quỷ dữ phía sau tiếp tục vung lưỡi liềm và trường kiếm chém loạn về phía Trịnh Sở. Tuy nhiên, cho dù Ngân Hoa bà có hung hãn đến cỡ nào thì cũng không thể chém trúng Trịnh Sở dù chỉ là một cái. Rồi bỗng nhiên, Ngân Hoa bà lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thân thể âm lãnh hàn băng của bà ta bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác nóng hừng hực đang thiêu đốt từ bên trong cơ thể bà ta.
Cảm giác bỏng rát này ban đầu không rõ ràng, nhưng chỉ vài giây sau thì nó đã lan ra khắp cơ thể bà ta. Trong chớp mắt, toàn thân của Ngân Hoa bà đã bị một ngọn lửa đỏ rực bao phủ, không ngừng thiêu đốt, khiến cho bà ta phải kêu lên những tiếng kêu vô cùng thê lương. Những đòn công kích cũng lệch nhịp. Chỉ trong vài giây, cơ thể của Ngân Hoa bà đã miệng bị ngọn lửa thiêu rụi, biến thành một đống tro tàn rồi biến mất. Trịnh Sở thậm chí còn không thèm nhìn đến đống tro tàn mà Ngân Hoa bà vừa biến thành, chỉ cùng với Trần Anh đi thẳng về phía Long Môn Lệnh. Trong một thất, có một khối vàng đặc biệt được điêu khắc hình đầu rồng đang được treo bằng một sợi dây thừng màu đỏ. Trịnh Sở phất tay phải, sợi dây màu đỏ lập tức bị đứt, đầu rồng được chạm khắc bằng vàng rơi vào lòng bàn tay của Trịnh Sở. Cho dù đã cầm được Long Môn Lệnh thì anh không hề tỏ ra phấn khích. Chuyện này đối với Trịnh Sở mà nói chỉ là một chuyện vô nghĩa, không đáng để nhắc tới. Khi Long Môn Lệnh rơi vào lòng bàn tay Trịnh Sở thì một cánh cửa đá đã được mở ra trong mật thất, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vô cùng chói mắt. Nét mặt của Trịnh Sở vẫn lãnh đạm, không tỏ ra chút hứng thú nào, chỉ thong thả bước qua cánh cửa rồi đi ra ngoài. Trần Anh lặng lẽ đi theo sau lưng Trịnh Sở, họ cùng nhau bước ra. Bầu không khí bên ngoài mật thất trở nên im lặng như tờ, không có một ai có thể lên tiếng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Khuôn mặt lạnh lùng của Trần Hâm ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi, không ngờ Long Môn Lệnh cuối cùng lại bị Trịnh Sở đoạt được. Tuy rằng ông ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy Trịnh Sở đoạt được Long Môn Lệnh thì trong lòng vẫn dâng lên sự tuyệt vọng cùng không cam lòng, không hề muốn chuyện này xảy ra. Khuôn mặt Mã Gia Vĩ lại càng khó coi hơn nữa. Từ đầu đến cuối ông ta đều tỏ ra vô cùng đắc ý, cười cợt, nhưng sau khi nhìn thấy Ngân Hoa bà bị ngọn lửa của Trịnh Sở đốt cháy thành tro thì than, thì nụ cười của ông ta lập tức liền đông cứng lại. Những người còn lại cũng rơi vào trầm mặc, không ngờ Trịnh Sở trông có vẻ tầm thường nhưng lại có thể sống sót đến cuối cùng và đoạt được Long Môn Lệnh mà bọn họ mơ ước. Thạch Phá Thiên và Lam Hữu Danh im lặng một lúc sau đó liền đứng bật dậy khỏi bàn và hét lên sung sướng, phấn khích không thôi. Khi Lam Hình nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng liền nở nụ cười ngọt ngào. Cô ấy đã không nhìn nhầm Trịnh Sở, anh thực sự đã thắng rồi, anh đã sống sót đến cuối cùng. Ở một nơi vắng vẻ, thanh niên nhà họ Trịnh đeo kính râm có chút kinh ngạc, không ngờ chỉ mới 3 năm không gặp mà Trịnh Sở bây giờ lại có thể thi triển thuật pháp đáng sợ như vậy. Hắn ta cười lạnh nói, cho mày vui vẻ một lát, đợi lát nữa xem Trần Anh sẽ giải quyết mày như thế nào. Hắn ta cho rằng Trần Anh chỉ là đang đùa giỡn với Trịnh Sở, để cho Trịnh Sở đắc ý, vinh váo một lúc sau rồi mới giết chết. Trịnh Sở bước đến vị trí của Thạch Phá Thiên với vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm. Tôi đã lấy được Long Môn Lệnh rồi, Ngọc Ba Màu đang ở đâu? Đương nhiên, Trịnh Sở sẽ không giao Long Môn Lệnh cho Thạch Phá Thiên. Anh chỉ cần đảm bảo địa bàn của Thạch Phá Thiên không bị nhà họ Triệu cướp là được. Dù sao thì người cầm Long Môn Lệnh có thể hiệu lệnh cả tỉnh Thiên Xuyên, trở thành lão đại của toàn tỉnh Thiên Xuyên. Thạch Phá Thiên cũng chẳng dám cầu Long Môn Lệnh từ trong tay Trịnh Sở. Lỡ như chọc Trịnh Sở tức giận thì chỉ sợ ông ta cũng sẽ bị anh đốt thành tro tàn. Thạch Phá Thiên nuốt nước miếng, nói nhỏ vào tai Trịnh Sở tung tích của hai viên ngọc ba màu còn lại. Ông ta nói xong thì thấy lông mày của Trịnh Sở hơi nhướng lên, ngay lập tức sắc mặt ông ta đã trắng bệch, liền quỳ xuống nói, Trịnh Sở đại sư, mặc dù nơi đó rất nguy hiểm nhưng ngọc ba màu quả thực có ở đó. Lam Hữu Danh nhìn thấy vậy thì cũng quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nói lời nào. Mọi người có mặt đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trịnh Sở không phải là cao thủ mà Thạch Phá Thiên mời đến hay sao? Tại sao bây giờ trông Thạch Phá Thiên lại giống như người hầu của Trịnh Sở như vậy chứ? Trịnh Sở vẫn lãnh đạm nói, nếu như ông dám nói dối, nếu như ở đó không có ngọc ba màu thì ông phải tự gánh lấy hậu quả đó. Thạch Phá Thiên quỳ rạp trên đất liên tục gật đầu. Tôi hoàn toàn không dám khinh thường cậu Trịnh, mong cậu đừng trách tội. Mã Gia Vĩ vẫn không thể tin nổi, Trịnh Sở lại là người giành được thắng lợi cuối cùng. Hắn ta bỏ ra một cái giá khổng lồ, mời lão bà Ngân Hoa bà tới. Kết quả này là thứ mà Mã Gia Vĩ không cách nào chấp nhận được, cũng sẽ không bao giờ chịu chấp nhận. Mã Gia Vĩ trở nên điên cuồng, nhìn Trịnh Sở tức giận hét lớn. Chắc chắn cậu đã gian lận, cậu không thể thắng được. Hắn ta vừa điên toàn loạn nói, vừa vung tay múa chân lao về phía Trịnh Sở. Lúc ở dưới mặt thất,
Trịnh Sở đã nghe rất rõ những lời mọi người nói ở bên ngoài. Dù sao anh cũng không phải là võ giả, mà là một người tu tiên, thần thức rất nhạy bén. Nay nhìn thấy Mã Gia Vĩ hệt như một kẻ điên, lại còn muốn ra tay đánh mình. Trịnh Sở hờ hững, tay phải tung ra một đấm. Âm! Mã Gia Vĩ đang ở trạng thái tốt nhất, nhưng tay còn chưa đụng đến người Trịnh Sở thì đã bị đánh văng đi, máu tươi trong miệng trào ra, ngã xuống đất và chẳng còn chút sức sống nào. Những người khác nhìn thấy thủ đoạn sát phạt sắc bén của Trịnh Sở thì nào dám hó hé thêm nữa đâu. Ban đầu họ vẫn còn nghĩ bản thân mình là những người đứng đầu của một thành phố. Dù Trịnh Sở có giành được Long Môn Lệnh thì há có thể khiến họ dễ dàng quỳ xuống hay sao? Nay cảm nhận được khí tức lạnh như băng từ trên người Trịnh Sở lan ra, cả người bọn họ cứ run lên bần bật, lập tức quỳ xuống. Thậm chí còn có người mở miệng hô, bắt đầu từ hôm nay, Tỉnh Thiên Xuyên chỉ nghe lệnh cầu Trịnh. Những người còn lại cũng quát to, giọng rất lớn, bán mạng, bắt đầu từ hôm nay, Tỉnh Thiên Xuyên chỉ nghe lệnh cầu Trịnh. Trần Hâm thấy toàn bộ mọi người đều quỳ dưới chân Trịnh Sở. Ông ta cảm thấy cực kỳ không cam lòng, không muốn mình cũng phải quỳ xuống. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng như có thể nhìn thấu cả linh hồn của Trịnh Sở, sự run rẩy đến từ tận linh hồn ông ta khiến Trần Hâm phải quỳ xuống. Bắt đầu từ hôm nay, Tỉnh Thiên Xuyên chỉ nghe lệnh cầu Trịnh. Trịnh Sở vẫn bình thản nhìn tất cả mọi người, chậm rãi lên tiếng, nói với giọng đầy nghiêm túc, tôi có việc muốn các người đi làm. Mọi người đang quỳ nghe Trịnh Sở nói có việc muốn họ đi làm thì ai cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu, không biết Trịnh Sở đang muốn giở trò gì. Trịnh Sở lại bình tĩnh nói, chắc mọi người cũng biết đến Ngọc Ba Màu rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả những người nào biết tung tích của Ngọc Ba Màu đều phải báo cho tôi biết. Nếu tin tức là thật, thưởng cho một viên tục mệnh đan. Tục mệnh đan sao? Có người bật thốt lên. Tục mệnh đan là thứ vô giá đó, dù có là bà tạo cấp cũng chưa chắc đã sở hữu số lượng lớn. Cầu Trịnh đây thực sự có tục mệnh đan sao? Có người bày tỏ sự nghi ngờ. Loại đan dược như tục mệnh đan này có thể giúp người tăng cường thêm 50 năm tuổi thọ. 50 năm chẳng là gì với người tu tiên, nhưng với người phàm mà nói, nhất là những người quyền quý, thì có xem thể nói rằng tăng thêm 50 năm hưởng phúc. Trịnh Sở nghe mọi người bàn tán thì bình thản nói, nếu có người biết mà không báo, giết không tha. Anh vừa mới nói xong đã nhấc chân lên chuẩn bị rời khỏi nơi này. Mấy ông lớn đang quỳ dưới đất nghe xong ba chữ giết không tha thì cả người bất chợt run lên cùng la lớn, chúng tôi không dám cãi lệnh cầu Trịnh. Trịnh Sở nghe bọn họ nói thế thì vẻ mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh chuẩn bị đến thành phố Thanh Nham xem thế nào, căn cứ theo vị trí Thạch Phá Thiên nói, lấy được hai viên ngọc ba màu đó về tay. Lam Hình nhìn theo bóng lưng Trịnh Sở rời đi, hé miệng nhỏ giọng, anh Trịnh, tôi có thể đi cùng anh được không? Cô thực sự rất muốn đứng bên cạnh Trịnh Sở, ở một bên chăm lo cuộc sống hàng ngày của anh. Dù sao tất cả những gì Lam Hình có bây giờ đều là do Trịnh Sở ban cho. Trịnh Sở vẫn bình tĩnh nói, này cô đã là gia chủ nhà họ Lam, là chủ tịch của tập đoàn Lam Thị rồi, hãy làm tốt công việc của mình đi. Lam Hình nghe Trịnh Sở nói thế thì à một tiếng, cúi đầu nhỏ giọng, tôi biết rồi. Thạch Phá Thiên và Lam Hữu Danh thấy Trịnh Sở chuẩn bị đi thì cũng định đi ra theo sau. Dù sao để đến được nơi đó cũng phải có Thạch Phá Thiên dẫn đường, còn Lam Hữu Danh thì lại bị Thạch Phá Thiên bắt ép phải đi theo. Âm âm! Bức tường bao vây họ nhanh chóng trở về lại mặt đất, trả lại vùng đất này về với hình dáng vẽ ban đầu của nó, cứ như tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra vậy. Khi Trịnh Sở chuẩn bị ngồi vào xe Thạch Phá Thiên rời đi thì một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đó. Cô gái đó vừa trông thấy Trịnh Sở đã lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Trịnh Sở, sao cậu lại ở đây? Thoạt đầu, Trần Điềm Điềm cùng mẹ của mình là Điềm Duy Gia đi ra ngoài vùng ngoại thành này để tản bộ, nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, thấy khu vực này rõ ràng là một mảnh đất trống, lại đột nhiên xuất hiện tường rào. Ban đầu còn tưởng mình hoa mắt, đến khi nhìn kỹ lại thì mới thấy tường rào đang dần dần hạ xuống. Vì sự tò mò nên cô mới cùng mẹ mình là Điền Duy Gia đến đây, xem rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì. Trịnh Sở thấy Trần Điềm Điềm thì mỉm cười nói, tôi đến đây để làm một số việc. Cậu ở lại bao lâu, tôi dẫn cậu đi chơi nha. Ban đầu tinh thần của Trần Điềm Điềm cũng không mấy vui vẻ, nay gặp lại Trịnh Sở, không hiểu sao
lại vui hơn hẳn. Tôi đã quen đường quen nẻo khu này lắm rồi, cậu muốn đi đâu để tôi dẫn đi cho. Trần Sở lắc đầu từ chối, không cần đâu, tôi phải đi về ngay rồi. Anh còn phải đến thành phố Nam Chiến lấy mộc ba màu, lấy được rồi còn phải về thành phố Giang Nam, không hề dư giả chút thời gian nào. Trần Điềm Điềm à một tiếng, thế thì cậu đi thong thả nhé. Trần Sở đáp lời rồi đi. Sau lưng, Trần Anh, Thạch Phá Thiên và Lam Vũ Danh đều đi theo sát phía sau. Trần Hâm với vẻ mặt hờ hững, trông thấy Trần Điềm Điềm và Trần Sở trò chuyện với nhau thì trong lòng đầy căng thẳng, sợ Trần Sở có ý đồ gì đó với sắc đẹp của con gái mình. Chờ đến khi hai người nói chuyện với nhau xong, phát hiện Trần Sở và Trần Điềm Điềm có vẻ đã quen nhau từ trước thì trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Trần Hâm nhanh chóng sải bước đi tới chỗ Trần Điềm Điềm. Điềm Điềm, cậu Trình có quan hệ gì với con thế? Cậu Trình hả? Trần Điềm Điềm nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trần Hâm thì hết sức khó hiểu, với thành phận của cha cô ấy, tại sao lại gọi Trình Sở là cậu Trình chứ? Cô ấy chỉ vào bóng lưng trời đi của Trình Sở. Cha đang nói về đến Trình Sở kia hả? Trần Điềm Điềm vẫn không biết những chuyện đã xảy ra ở bên trong, cứ tưởng Trần Hâm đang muốn hãm hại Trình Sở, bèn nhỏ giọng nói, cha, cậu ấy là bạn học của con, tính tình rất tốt, cha đừng làm gì cậu ấy nhé. Trần Hâm nghe Trần Điềm Điềm nói thế thì gương mặt lạnh như băng, chợt xuất hiện vẻ tươi cười vui vẻ nói, tốt quá, tốt quá, cuối cùng bệnh của cha cũng có thể chữa được rồi. Cha, sao trước đó cha nói y thuật của bạn học con không thể chữa khỏi bệnh cho bố, cho cha cơ mà. Trần Điềm Điềm nghe Trần Hâm nói thế thì ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác. Trước đó, khi Trần Điềm Điềm cùng Điềm Duy Gia đến thành phố Minh Hiền gặp Trần Hâm, sau đó biết được bệnh của Trần Hâm không thể chữa được, sẽ nhanh chóng chết đi. Trần Điềm Điềm bèn kể cho Trần Hâm nghe việc Trình Sở đã chữa trị cho mẹ Điền Duy Gia như thế nào, muốn nhờ Trình Sở chữa bệnh cho Trần Hâm. Vấn đề là Trần Hâm khinh thường khả năng chữa bệnh của Trình Sở, cho rằng bệnh của mình khác với bệnh của Điền Duy Gia, làm sao một sinh viên có thể chữa cho nổi chứ. Nay Trần Hâm nghe Trần Điềm Điềm nói thế thì trong lòng lại tràn đầy kích động. Chỉ cần ông ta có thể sống được thì nhà họ Triệu ở thành phố Minh Hiền này vẫn sẽ nằm trong tay ông ta. Đến lúc đó, ông ta cũng không cần phải bối rối nghĩ cách sắp xếp cho hai mẹ con Trần Điềm Điềm và Điền Duy Gia như thế nào. Trần Hâm nhìn Trần Điềm Điềm vì quá kích động nên giọng nói có chút run rẩy, còn thử hỏi xem liệu con Trịnh có thể chữa trị cho cha được không. Trần Điềm Điềm nghe Trần Hâm nói thế đáp, con sẽ thử hỏi cậu ấy ngay. Tuy cô ấy không biết tại sao cha mình lại không tự đi hỏi, nhưng trong dáng vẻ Trịnh Sở thì dường như tất cả những người ở đây đều rất sợ anh. Lúc này Trịnh Sở đã mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào thì Trần Điềm Điềm chạy vội đến chỗ anh. Cô thở hồng hộc nhìn Trịnh Sở, mở miệng nói, Trịnh Sở, bây giờ cậu có đang bệnh lắm không? Sao thế? Trịnh Sở nghe Trần Điềm Điềm nói thế, anh cũng nhận ra cô có việc muốn nhờ. Trần Điềm Điềm không hề do dự, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng cha mình. Cô ấy nhìn Trịnh Sở, nhỏ giọng nói, cha tôi mắc bệnh nan y, hy vọng cậu có thể chữa được cho ông ấy. Trần Điềm Điềm nói xong câu đó thì thấy Trịnh Sở vẫn bình tĩnh, không hề tỏ chút thái độ nào. Đôi mắt cô bắt đầu ngần ngấn nước, hai mắt đỏ ửng lên, giọng nức nở, Trịnh Sở, tôi xin cậu hãy cứu lấy tính mạng cha tôi với. Đây là lần đầu tiên Trịnh Sở nghe Trần Điềm Điềm nhắc đến cha mình. Cha cậu đang ở đâu? Trần Điềm Điềm giơ tay chỉ về phía Trần Hâm, người đứng đó chính là cha tôi. Trịnh Sở nhìn theo tay Trần Điềm Điềm, biết Trần Hâm chính là cha cô ấy. Giọng anh vẫn bình thản, có thêm chút dịu dàng. Tôi đâu có nói là không cứu, cậu khóc cái gì chứ? Anh là người biết mang ơn, lúc còn học đại học, Trần Điềm Điềm đối xử với anh rất tốt. Nếu Trịnh Sở không có vị hôn thê, thì chắc là khi đó anh đã hẹn hò với Trần Điềm Điềm rồi. Dù không thể đến với nhau thì quan hệ của hai người cũng khá tốt. Huống chi Trần Hâm còn là một ông lớn của thành phố Minh Hiền, chữa trị cho Trần Hâm rồi, ông ta có thể giúp anh tìm kiếm ngọc ba màu. Huống chi nơi này vẫn còn rất nhiều người máu mạch chưa rời đi. Nếu để họ biết được đan dược của anh quý giá thế nào thì họ mới bán mạng tìm tung tích ngọc ba màu cho anh được. Trịnh Sở mở cửa xe, nói với Thạch Phá Thiên đang ngồi ở ghế lái. Tôi làm chút chuyện, mọi người ở đây chờ tôi đi. Hai người Thạch Phá Thiên, Lam Vũ Danh liên tục gật đầu. Bọn họ thực sự không ngờ con gái Trần Hâm lại quen biết với Trịnh Sở. Không hiểu sao, trong lòng họ lại thấy may mắn. Nếu khi đó Trần Hâm đã đi tìm đến Trịnh Sở, thì thành phố Nam Kiếm này
lấy cái gì để tranh giành lại ông ta chứ? Trình Sở và Trần Điềm Điềm sải bước đi tới trước mặt Trần Hâm. Về phía áo đen, sau lưng Trần Hâm, thấy Trình Sở đến thì cung kính nói: "Chào cậu Trình." Trần Hâm nhìn Trình Sở, tuy trong lòng cứ thấy khó chịu thế nào ấy, nhưng vẫn mở miệng: "Cậu Trình." Mẹ con Trần Điềm Điềm và Điền Duy Gia nghe Trần Hâm và Trình Sở nói chuyện với nhau như thế, khiến họ cứ thấy lạ lạ. Trần Hâm là một kẻ thực sự có máu mặt ở thành phố Minh Hiền, nay lại phải gọi Trình Sở một tiếng cậu Trình. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là chữa trị cho căn bệnh của Trần Hâm. Trình Sở nhìn Trần Hâm, trực tiếp lấy ra một viên đan dược đưa cho Trần Hâm, nuốt vào là khỏi thôi. Trần Hâm nhìn thấy tên đan dược trong tay Trình Sở, nhận ra đó thuộc về. Thấy tên đan dược trong cái bình trong tay Trình Sở, nhìn ra cái bình đó thuộc về Vạn Thảo Cốc. Ông ta nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Cậu Trình, trước đó tôi có tìm người Vạn Thảo Cốc xem thử, bọn họ cũng nói bệnh tôi không thể khỏi. Cậu lại đưa đan dược của Vạn Thảo Cốc cho tôi, e là vô dụng thôi." Trình Sở bình thản nói: "Tôi biết bệnh của ông là gì, với chút tài mọn của Vạn Thảo Cốc thì đúng là không thể trị tận gốc, họ còn chẳng thể giảm bớt cơn đau cho ông." Trần Hâm không ngờ Trình Sở chỉ cần dùng mắt thường thôi đã biết được nhiều như thế. Vẻ mặt ông ta đầy kích động: đúng vậy, bọn Vạn Thảo Cốc đó không thể tìm ra căn nguyên của căn bệnh, còn chẳng thể giảm bớt chút đau đớn nào." Trình Sở bình tĩnh nói: "Bệnh này theo ông từ vùng Tây Nam, tất nhiên đan dược bình thường không thể chữa được. Đan dược của tôi thì khác với số đan dược đó." Trần Hâm nghe thế thì trong lòng âm thầm kêu thầm. Căn bệnh nan y của ông ta mắc phải từ lúc đến nhà họ Triệu. Khi đó không quyền không thế, tất cả những việc mệt nhọc cực khổ nhất đều do một tay ông ta làm. Những việc nguy hiểm nhất cũng do ông ta lo liệu. Nói là ở rễ lại chẳng khác gì bán mạng. Trần Hâm không ngờ Trần Sở chỉ dùng mắt thường để nhìn lại biết rõ như thế, còn biết nó đến từ đâu. Trần Hâm không hề do dự, nhanh chóng nuốt đan dược Trần Sở ban cho,